hết thuốc chữa, bà Nguyễn Phương Hằng sỉ nhục sư Minh Tuệ và xúc phạm Công giáo. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền một clip được trích ra từ một cuộc nói chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng với những người hiếu kỳ tại khu du lịch Đại Nam. Trong clip, bà Hằng chỉ trích sư Thích Minh Tuệ là ở dơ không tắm, ăn không đánh răng. Nhức móc nhà sư hổng có cái gì hết trơn, chỉ có ba cái nồi cơm điện không à. Bà sử dụng những ngôn từ nặng nề để chỉ trích như tại vì mày có tài đến nỗi nên mày có cái gì ngoài nồi cơm điện đúng không? Nói vậy mới đúng hơn, nếu mà có cái tài chưa chắc gì chịu ôm nồi cơm điện đó. Do đó, theo bà, sư Minh Tuệ không đáng được gọi là Phật sống. Bà nói, mọi người cứ ca ngợi nồi cơm điện, nó vô lý vô cùng và nó phỉ báng đạo Phật vô cùng. Bà Hằng có cho rằng sư Minh Tuệ không thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà chỉ là hình ảnh ảnh hưởng riêng cho mình để đánh phá giáo hội, để bơi móc so sánh hình ảnh của các nhà tu khác của giáo hội. Thậm chí bà còn đưa ra cáo buộc rằng mà đằng sau là ai nhỉ? Là cả một tổ chức là Công giáo, mà Công giáo với Tôn giáo có lẽ ý bà là Phật giáo là không đội trời chung. Tại sao Công giáo đưa hình ảnh thằng Minh Tuệ lên? Tại vì sao? Tại vì Công giáo không công nhận, nên đẩy nó lên thành cao trào đánh phá của Việt Nam mình. Cho nên fan cuồng yêu cầu tôi quất thì tôi quất. Vừa lòng chưa? Bà nói. Có thể nói rất nhiều người ngao ngán không còn muốn bình phẩm gì về đoạn clip này, bởi với chính nội dung mà bà Hằng nói là minh chứng rõ nét về phẩm chất đạo đức của bà. Trong khi tất cả những thông tin mà bà đưa ra chỉ là sự cóp nhặt vụn vặt trên mạng xã hội, nhưng lại dám cho đó là bằng chứng để xúc phạm sư Thích Minh Tuệ. Một số người cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng là một giám đốc điều hành, quản lý và điều hành một công ty lớn, có địa vị nhất định trong xã hội, nhưng lại sử dụng ngôn ngữ trợ búa để miệt thị một vị chân tu mà bà từng gặp. Vị đó cũng không biết bà là ai và chưa bao giờ động chạm đến bà. Điều đáng nói là dù chẳng có bằng chứng nhưng bà vẫn vô tư vu cáo Công giáo lợi dụng sư Thích Minh Tuệ để đánh phá Phật giáo Việt Nam. Đây rõ ràng hành động kích động gây chia rẽ tôn giáo trong nước, vô cùng nguy hiểm. Lâu nay đạo Công giáo và Phật giáo vẫn chung sống hòa bình trên lãnh thổ Việt Nam, hai bên gọi nhau là tôn giáo bạn và dành cho nhau một sự tôn trọng nhất định. Giới tu sĩ và tín đồ hai bên vẫn chung sống hòa thuận, không có cảnh gây thù chuốc oán nào. Một số cá nhân là sư Khúc Doanh như ông Thích Minh Tuệ, như ông Thích Nhật Từ từng xúc xiểm đạo Công giáo, nhưng đấy chỉ là nhận thức cá nhân, chứ không phải Phật giáo với Công giáo không đợi trời chung, như lời bà Hằng đã nói. Việc một số linh mục bày tỏ lòng kính trọng đặc biệt đối với sư Thích Minh Tuệ là hình ảnh đẹp của tinh thần tôn trọng sự khác biệt và hòa hợp tôn giáo. Điều này là rất đáng khen ngợi và cần được nhân rộng. Người có đức hạnh dù thuộc tôn giáo nào cũng đáng được kính trọng. Thực tế ở Việt Nam còn có hội đồng liên tôn, trong đó có tôn giáo khác nhau cùng ngồi chung vì mục đích tiêu chung là đẩy quyền tự do tôn giáo trên thế giới. Đức Giáo Hoàng cũng đã nhiều lần gặp gỡ các lãnh đạo Phật giáo cũng như các tôn giáo khác là chuyện không hiếm. Ấy vậy mà bà Hằng lại dựng lên cái gọi là không đội trời chung để kích động fan cuồng của bà hằn học với tôn giáo bạn. Ở bất kỳ quốc gia nào, những người gây chia rẽ tôn giáo như bà Hằng đều là mầm loạn của xã hội, gây hận thù tôn giáo một cách không đáng có. Đặc biệt, bà lợi dụng fan cuồng đông đảo, kích động gây chia rẽ là hành động rất nguy hiểm cho xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Hết thuốc chữa, bà Nguyễn Phương Hằng sỉ nhục sư Minh Tuệ và xúc phạm Công giáo. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Phạm Ngọc Hùng bay ghế, tuyến phòng thủ của Thủ tướng và Tướng Giang chống Hoạt. Vào ngày 3 tháng 11, Tổng cục Tình báo, Tổng cục 2 diễn ra đợt thay tướng. Ông Phạm Ngọc Hùng, Trung tướng, Tổng cục trưởng trên 10 năm đã bị Trung tướng Trần Công Chính thay thế. Việc thay thế một vị trí quan trọng quyết định tính sống còn giữa các phe phái trong quân đội và lúc này được cho là điều rất bất thường. Đây là lần thay ngựa giữa dòng khiến dư luận rất chú ý. Bình thường chỉ có đấu đá,
tới loại nhau trên chính trường, thì tới nay thay ngựa giữa dòng cũng như vậy. Vị trí Tổng cục trưởng Tổng cục 2 là Tổng cục Tình báo Quân đội, được ông Phạm Ngọc Hùng nắm giữ đã 11 năm. Đáng nói là ông Hùng quá tuổi nghỉ hưu từ 4 năm trước, nhưng ông vẫn cố bám trụ. Nguyên nhân được cho là do các phe phái, đặc biệt là phe Phan Văn Giang trong quân đội, muốn tướng Hùng trấn giữ kho bí mật của Tổng cục 2 để ông Giang và ông Chính được an toàn. Khi Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư đã thể hiện rõ ý đồ muốn đánh Thủ tướng Phạm Minh Chính từ vụ án IEC. Ông đã sử dụng đủ mọi cách, trong đó có việc tìm cách bắt cho bằng được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về quy án, đồng thời loại tướng Phạm Ngọc Hùng ra khỏi Tổng cục 2. Ông Tô Lâm có đủ lý do để đẩy tướng Hùng đi, để buộc tướng Phan Văn Giang phải cho thay tướng Hùng. Tuy nhiên, người thay thế tướng Hùng là ai mới là điều mà dư luận quan tâm. Tướng Trần Công Chính vốn là người của Tổng cục 2, chuyên môn là tuyên truyền. Chưa biết tướng Chính thuộc phe nào, rất có thể là người do tướng Hùng giới thiệu. Tuy nhiên, tướng Chính có thể thực hiện tốt chức năng người gác đền như tướng Hùng hay không thì cần phải có thời gian để mà kiểm chứng. Phe Phan Văn Giang bị đẩy vào thế kẹt, không thể biện mãi lý do thiếu người mà giữ ông Phạm Ngọc Hùng. Hơn nữa, đã giữ ông Hùng suốt 4 năm, không thể không thay thế. Tuy nhiên, Tổng cục 2 là một cơ quan có vai trò quan trọng, quyết định sinh mệnh chính trị của cả Bộ trưởng Phan Văn Giang lẫn Thủ tướng Phạm Minh Chính. Bởi đây là nơi tuyển và sử dụng bà Nhàn như là một người trung gian trong thương vụ mua bán vũ khí với Israel. Đây được xem là nắm giữ rất nhiều bí mật của bà Nhàn, các quan chức Bộ Quốc phòng cùng với Thủ tướng Phạm Minh Chính qua các thương vụ mua bán vũ khí nói trên. Trong quân đội, phe Tô Lâm có hai vị tướng mạnh mang tính chiến lược. Thứ nhất là ông Hoàng Xuân Chiến, người đang ấp ủ tham vọng tranh vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong nhiệm kỳ tới. Hiện ông Chiến mang hàm Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Thứ hai là ông Nguyễn Hồng Thái, Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1. Ông Thái đủ khả năng làm Tổng cục trưởng Tổng cục 2, tuy nhiên lần thay ngựa giữa dòng ở Tổng cục 2 lần này, phe Tô Lâm chưa thể chen chân vào cho được. Việc bắt bà Nhàn được xem là nhiệm vụ bất khả thi với Tô Lâm. Giờ đây, nhiệm vụ lớn nhất là làm sao để phe Tô Lâm chiếm được kho dữ liệu của Tổng cục 2. Nếu ông Tô Lâm mới chiêu dụ được ông Trần Công Chính, thì đấy là thành công lớn cho Tô Lâm và phe Hưng Yên. Xem ra trong quân đội đang có biến động rất lớn. Tướng Giang bị cho là mang bệnh nan y, ông cũng đã chuẩn bị người thay thế. Đó là tướng Nguyễn Tân Cương, người mới được phong hàm đại tướng cùng với Lương Tam Quảng. Khi tướng Giang còn quyền lực, ông Phạm Minh Chính có thể an tâm phần nào, bởi tướng Giang và ông Chính đang ngồi trên cùng chiếc thuyền. Tướng Giang không thể để thuyền lật. Tướng Giang bảo vệ lớp ngoài, tướng Hùng thì bảo vệ lớp trong. Giờ tướng Hùng đã bị thay thế, nếu tướng Giang cũng bị thay thế, thì có thể nói số phận của Thủ tướng Phạm Minh Chính ngàn cân treo sợi tóc. Rất có thể thay tướng Hùng chỉ là bước khởi đầu. Thời gian tới trong Bộ Quốc phòng sẽ có nhiều biến động lớn về nhân sự. Chúng ta hãy cùng đợi xem. Phạm Ngọc Hùng bay ghế, tuyến phòng thủ của Thủ tướng Chính và tướng Giang chống toác là bản tin mà quý vị và các bạn vừa được xem. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de